Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn đang theo dõi kênh YouTube của Xuân Đình Audio. Video buổi tối ngày hôm nay là ngày 10 tháng 6 thì Xuân Đình lại tiếp tục lên clip để giới thiệu các bác hai sản phẩm siêu khủng đang có tại cửa hàng Xuân Đình. Đó là một cặp loa Sewin Vega AT12, cấu hình của loa là bát 30, một chung 12 và một tép đôm. Loa có hai pin chỉnh, màu gỗ đẹp sang trọng. Cặp loa này thì phù hợp cho các bác nghe những bản nhạc Bolay Tucking, những bản nhạc bốc lửa, nghe những dòng Sewin Vega thì chất âm nó quá phê rồi. Và dòng loa này thì là dòng loa quá nổi tiếng tại thị trường của Mỹ, và ở thị trường Việt Nam chúng ta thì cũng được rất nhiều các bác ưa chuộng vì những dòng loa này là dòng loa chịu tải công suất lớn, nghe bát xuống rất là sâu. Và những dòng này thì có những cái điểm nhấn như rốn loa đấy, có một cái logo ngược, cái gân của nó là gân mút, màu của nó là màu cam hay màu đỏ rất là chất. Toàn bộ củ kiêng sứ đúc AT12 thì nó là bát 30 và loa có hai tinh chỉnh, căng cước là đẹp xuất sắc. Đang phối ghép cặp loa AT12 đó là một chiếc âm ly sân xui 607X đề cát hồi gỗ chỉ vàng. Ghép với những cái âm ly này thì cái giải trầm nó giá rất là tốt và nó cũng rất là hợp với những dòng loa Sewin Vega. Và các bác có thể ghép tốt với những dòng âm ly sân xui 607LXA hoặc là những dòng Pioneer, kể cả như những dòng 7800 trơn, 7800 mắc đôi là đánh những cặp loa Sewin Vega rất là hay rồi. Một bộ phối ghép này nếu như các bác có nhu cầu mua cả bộ thì nó đang ở phân khúc tầm tiền là trên 20 triệu. Và cụ thể nó là bao nhiêu tiền thì Xuân Đình sẽ quay chi tiết cho các bác. Các bác có thể là mua riêng lẻ âm ly hoặc là mua riêng lẻ loa thì các bác cứ alo trực tiếp với Xuân Đình. Bên cạnh đó thì Xuân Đình cũng vẫn nhận lời giao lưu đến các bác xa gần với những sản phẩm về âm thanh để các bác có sự lựa chọn cũng như thay đổi về chất âm thì các bác cứ alo trực tiếp với Xuân Đình. Bây giờ thì sẽ quay chi tiết cho các bác về cặp loa trước. Sewin Vega AT12, thiết kế loa đẹp sang trọng, bát 30, chung 12 và một tép đôm. Thùng của nó thì silicon màu gỗ. Kích thước của loa thì có chiều cao là 74, chiều ngang 41 và chiều sâu là 34. Loa thì rất nặng và chất. Góc cạnh thùng đẹp len kem. Góc cạnh thùng. Những dòng Sewin này thì thường thường là cũng không thấy ghi công suất bao giờ cả. Nhưng với những cái cấu hình mà loa Sewin bát 30 thì các bác cứ an tâm mà sẽ chơi rất tốt với những diện tích phòng lớn từ 30m² trở lên. Đấy. Cặp này thì các bác là vừa nghe nhạc vừa hát karaoke cũng rất là tuyệt vời. Chơi rất hay với diện tích phòng lớn. Đấy, bát 30 củ kiềng xứng đúc, gân mút màng giấy, căng cước đầy đủ và đẹp xuất sắc. Dòng loa Sewin thì nó có độ nhạy cao nên nó cũng không kén về âm ly, kể cả các bác ghép với những dòng âm ly karaoke hoặc những dòng âm ly hàng bãi Nhật, bãi Mỹ thì đều ra chất âm rất là tuyệt vời. Loa này là loa rất dễ phối ghép. Sewin Vega AT12, bát 30, chung 12 và một tép đôm. Loa đẹp góc cạnh, căng cước là còn đầy đủ. Đây là đằng sau của chiếc quần lại. Cặp loa thì hiện tại đang có mức giá là 15.500.000 đồng. Giá thì nó chỉ rẻ bằng những dòng loa Nhật thôi. Nhưng lại thì đây lại là loa Sewin đến từ Mỹ. Và đây là một trong những thương hiệu hàng đầu của Mỹ để nói về chất âm cũng như cái phân khúc tầm tiền, thì những dòng loa bây giờ nó đều rất là mềm mại rồi. Và cái giá này là giá tốt nhất tại cửa hàng Xuân Đình. Sewin Vega AT12 đang có mức giá là 15.500.000 đồng. Đấy, đây là những cái phân khúc loa bát 30 dễ chơi nhất của dòng Sewin Vega. Model của nó là AT12 các bác nhé. Đang phối ghép là chiếc âm ly sân xui 607X đề cát hồi gỗ chỉ vàng. X để cát hồi gỗ chỉ vàng này trong tình trạng rất là xuất sắc, máy móc là nguyên zin, chạy 8 xò than, công suất của nó là 230W điện 100V. Đấy. Chiếc âm ly thì tổng qua mặt tiền thì rất là xuất sắc và có một cái vận chuyển về nó hơi xảy nhẹ một tí ở cái cạnh này thôi. Đấy. Sơn xui 607X để cát các bác nhé, dòng này dòng âm ly hồi gỗ chỉ vàng. Thì vì nó có sức một chút xíu, ở đây thì sẽ mình tả rõ cho các bác vì nó ở ngay cái mặt tiền. Đấy, không thể nào mà giấu đi được và cũng bán cho các bác là không có úp mở cái gì cả. Có như nào thì tả đúng như thế. Thì chiếc âm ly này hiện tại bình thường thì Xuân Đình đang bán mức giá là từ 7.500.000 đến 8 triệu. Nhưng hôm nay thì bán cho các bác chiếc âm ly 607X đầy cát hồi gỗ chỉ vàng. Giá là 6.800.000 đồng. Giá thì rất là bình dân. Nhưng trong âm ly này thì là dòng âm ly quốc dân. Nó cũng giống như những dòng Pioneer 7800. Thì đây là một cái mẫu âm ly rất dễ phối ghép về loa. Đấy, các bác ghép tốt những dòng loa Nhật bát 2530, những dòng Diatone, những dòng Pioneer, và các bác ghép những dòng loa Mỹ, những dòng Boss hoặc dòng JB, đánh những dòng X đề cát rất là hay.
Thì hôm nay Xuân Đỉnh ghép cho các bác này dòng loa Mỹ sau khi Vega AT12 phối ghép chất âm quá tuyệt vời. Đấy. Tiếng rất là tốt luôn. Thiết kế đẹp, sang trọng. Chiếc âm thì đang có mức giá là 6.800.000 đồng. Đấy, nó chỉ có hơi bóp nhẹ chút xíu thôi. Quay cận cảnh như các bác. Nếu mà để quay thẳng mặt như này thì rất khó nhìn. Nhưng chỉ có là bán cho các bác bằng cái uy tín của mình. 6.800.000 cho chiếc âm ly sân xui 6.7X đề cát, máy móc đẹp. Góc cạnh từ đằng trước ra đằng sau, nội thất bên trong ruột gan nguồn mới kính co. Đằng sau phần giá cắm còn rất là mới. Series của máy là 4410, điện 100V công suất 230W, đây là cầu loa. Đấy. Đọc luôn series máy cho các bác tránh tình trạng là mua bán nhầm lẫn, vừa mất uy tín mà vừa mang tiếng. Đấy. Duy nhất chỉ có một chiếc nó hơi móc cạnh một chút xíu, giá xả rẻ cho các bác là 6.800.000 đồng. Sân xui 6.7X đầy cát hồi gỗ chỉ vàng. Cảm ơn các bác đã bớt chút thời gian theo dõi video cửa hàng Xuân Đỉnh. Và các bác có nhu cầu thì các lô trực tiếp Xuân Đỉnh theo dõi trên bài. Xin kính chào các bác và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.